Mình có khoảng vài ngày, chưa đến một tuần để trải nghiệm HP Pavilion Gaming 15. Nếu như so sánh cái sản phẩm này với một số những cái con laptop khác, chẳng hạn như là TUF series của Asus nè, hay là ROG Strix, hay là Nitro chẳng hạn, thì sản phẩm này nó nằm ở một cái gì đó rất là khác. Và thật sự đây, năm nay HP làm laptop như một cú lột xác so với sản phẩm hồi năm ngoái. Nếu như các bạn đã từng xem cái bài review của mình về cái con HP Pavilion 15 hồi năm ngoái đó, thì các bạn đã biết là mình không có một cái cảm giác gì đó nó quá sướng là cái laptop đó. Nhưng đối với chiếc laptop này là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hôm nay mình sẽ đánh giá cho anh em, review cho anh em chi tiết về cái sản phẩm này, để xem liệu nó có đáng lựa chọn trong phân khúc giá của nó hay là không. Xin mời. Xét về yếu tố thiết kế thì HP Pavilion 15 Gaming năm nay có một cái thiết kế theo mình thấy là đẹp hơn so với hồi năm ngoái khá nhiều. Như là các bạn có thể thấy là về cái phần vị trí hốc tản nhiệt thì năm nay cũng được làm nhiều hơn. Các bạn có cả cái phần hốc tản nhiệt dành cho cả ngay cái khúc phía sau bản lề, hay là cả mặt dưới của máy đều được làm một cách rất là tinh tế. Và với cái kiểu thiết kế như thế này, chúng ta cũng có được một cái hiệu suất tản nhiệt nó gọi là tốt hơn. Còn tốt như thế nào lát nữa mình sẽ nói cho anh em. Các bạn nhìn kỹ đi, các cái phần khung máy xung quanh thì cũng được làm những cái đường gợn sóng gấp khúc, nó cũng là nhiều hơn so với hồi năm ngoái, giúp cho các bạn có một cái kiểu thiết kế như là một cái chiếc xe đua hoặc là như một cái phi thuyền không gian, giúp cho anh em khi mà cầm và sở hữu chiếc máy này thì xét về khía cạnh hoàn thiện hay xét về khía cạnh tinh tế thì mình cũng đều đánh giá nó cao hơn rất nhiều so với phiên bản hồi năm ngoái. Tuy nhiên cũng cần lưu ý một chút xíu, đó chính là về cái phần này có vẻ là vì nó được làm quá là sắc bén, nên là cái phần vị trí chiếu nghỉ tay này nè, tức là khi mà các bạn áp cái tay vào đây để các bạn gõ văn bản hoặc là chơi á, thì phần chiếu nghỉ tay này nó có một cái sự phải gọi là nó hơi bén nha. Và khi mà mình nghĩ là nếu như các bạn cử động mạnh hoặc là các bạn di mạnh vào trong cái phần này thì mình nghĩ hoàn toàn có khả năng là các bạn sẽ bị xước tay rất dễ dàng luôn, nên là các bạn cần phải lưu ý về cái này. Và về cái độ mỏng cũng như là độ dày của chiếc laptop này thì nó chỉ là 23.4mm thôi, tức là nó rất là mỏng, nhưng các cổng kết nối thì đều được giữ nguyên lại và mình thấy là rất là đầy đủ. Các bạn có tất cả mọi cổng, như là về cổng HDMI, cổng LAN, cổng USB, cổng SD, cổng Type-C v.v. Tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên cho cái sản phẩm này. Nên là nếu như các bạn cần một cái sản phẩm mỏng nhẹ mà vẫn đầy đủ cổng kết nối, HP Pavilion Gaming 15 là một trong số đó mà anh em có thể lựa chọn. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình thật sự là vẫn không thể thích được trên cái chiếc máy này, hay cả là so với phiên bản trước, đó chính là cái phần bản lề. Các bạn thấy là bản lề của HP Pavilion Gaming 15 vẫn là cái loại bản lề giữa. Thật sự là mình không hề đánh giá cao cái việc mà một người đứng một chân và một người đứng hai chân, cho dù cái chân giữa của các bạn nó có bự tới cỡ nào đi chăng nữa, thì mình tin chắc là hai chân cũng sẽ tốt hơn. Và với cái việc mà các bạn có một cái chân giữa to như thế này, mình thấy là nó cũng không khiến cho anh em có một cái độ cứng cáp hơn nó quá là tuyệt đối. Bởi vì khi các bạn thấy nè, mình mở cái laptop lên như thế này, mình đặt ở trên mặt bàn như thế này ha, các bạn đang thấy được cái phần nắp nó như thế. Và mình chỉ cần đây đó, các bạn chỉ cần là lung lay nhẹ cái bàn đây, hoặc là các bạn lung lay nhẹ cái phần laptop, thì cái này nó vẫn lung linh đây, nó vẫn kiểu đi đu đưa đi đó. Và nó khiến cho mình có một cái cảm giác nó không có thoải mái lắm. Phải chi HP họ làm hai cái chân dành cho cái phần bản lề này, mình sẽ đánh giá cao hơn. Vậy nên nếu như cái sản phẩm này đổi lại một chút xíu về phần bản lề thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với những gì mà nó đáng lẽ ra phải có. Để nói về phần mà mình thích nhất ở trên cái con này, chắc chắn nó sẽ là phần màn hình. Thật sự với các bạn luôn, nếu như hồi năm ngoái mình làm review cái con HP Pavilion 15 hồi năm ngoái đó, thì nó có một cái màn hình nó rất là nhợt nhạt, nó bị ám vàng nặng, và khi mà mình xem những cái màu sắc trên đó hầu như là nó đều hiển thị sai so với những gì mà thực tế các bạn đang thấy được. Thì đối với cái chiếc laptop năm nay nó khác hoàn toàn luôn, thực sự luôn. Đầu tiên nha, độ sáng tối đa của cái chiếc màn hình này nó rất cao, rơi vào là khoảng 324 nits, tức là hầu như là cao hơn tất cả mọi laptop gaming ở ngay thời điểm hiện tại ngay phân khúc giá của nó. Và nếu như các bạn còn quan tâm thì về cái màu sắc đen của nó có hơi đáng tiếc một chút xíu, tức là cái sắc độ đen của nó sẽ rơi vào khoảng là 0.42 cd/m², tức là nó sẽ chưa có đạt được cái mức tiệm cận. Thành ra là khi mà các bạn nhìn vào thì độ tương phản của màn hình này nó sẽ rơi vào khoảng là 821:1, khiến cho cái màn hình này nó chưa đạt được một cái độ hoàn hảo. Nếu như hoàn hảo thì nó đáng lẽ phải nên là 1000:1 thì sẽ là tốt nhất. Còn đối với 821:1 thì nói chung là nó cũng ok, nhưng mà theo mình nghĩ thì với một cái mức giá như thế thì HP có thể làm tốt hơn cho cái sản phẩm này.
Tuy nhiên quay trở lại về cái tấm nền ở trên màn hình này, đó là tấm nền IPS và anh em có được không gian hiển thị màu rất là tuyệt vời. Các bạn có tích tận là 94.9% sRGB và Delta E ở trên cái sản phẩm này nó chỉ là 1.3 thôi. Tức là các bạn có được một chiếc màn hình có độ sáng cao, không gian hiển thị rộng, độ bao phủ màu rộng và Delta E lại thấp nữa. Thành ra là với những cái tác vụ mà anh em cần, chẳng hạn là các bạn muốn sử dụng laptop để xem phim, sử dụng laptop để làm việc, đồ họa, mình tin chắc là con này vẫn có thể đáp ứng được cho anh em. Thành ra là với cái mức giá như thế và với cái màn hình như thế, qua trải nghiệm của mình trong những ngày qua mình thấy hoàn toàn tuyệt vời. Đó là còn chưa kể, phiên bản mình đang có được ở đây là cái option 144Hz nha. Nên là khi mà anh em chơi game á, các bạn biết là những cái game ở thời điểm hiện tại hầu như là đối với Liên Minh Huyền Thoại thì nó không cần thiết lắm. Nhưng đối với những cái tựa game mà cần phản ứng nhanh, chẳng hạn CSGO, Apex Legends v.v. thì các bạn thực sự rất cần một cái màn hình có cái tần số quét cao như thế này. Và HP Pavilion Gaming 15 năm nay làm được tất cả mọi thứ đó với cái màn hình tốt như thế này. Xét qua một chút xíu nữa về phần hiệu năng thì đối với hiệu năng của HP Pavilion Gaming 15 năm nay, nó có một cái mức hiệu năng tốt hơn như mình đã có chia sẻ với anh em, ở trong một cái cấu hình nó rất là mạnh mẽ. Các bạn có được phiên bản này, chiếc mà mình đang có ở đây là i7-9750H. Các bạn có 1660 Ti Max-Q. Đây là một cái option rất mạnh và anh em cũng có mặc định là 16GB RAM luôn. Tức là hầu như với cái cấu hình này anh em đều có thể chơi tất cả một cái tựa game AAA, game AAA đó, tất cả những cái game AAA mà anh em muốn, chẳng hạn như là Shadow Tomb Raider hay là kiểu PUBG hay là cái gì đó, nó fan hết, chẳng ngại gì. Và ở đây mình đã có test thực tế qua cho các bạn xem, đó chính là hai tựa game mà mình nghĩ là một tựa game sẽ là rất là đông đảo người chơi, đó chính là Liên Minh Huyền Thoại. Mình test qua để các bạn thấy là khi mà load một cái game nhẹ như thế thì nó sẽ là như thế nào thôi. Thì đối với cái máy này, nó chơi ở cái mức đồ họa là full setting thì đạt được cái số FPS trung bình là khoảng 134 khung hình trên giây. Tức là khi các bạn chơi nó rất mượt mà, hầu như là mọi hiện tượng giật lắc đều không xảy ra ở trên chiếc máy này. Nhưng câu chuyện ở đây mình đang nói là hầu như thôi, đó là tại vì sao? Khi mà mình phát hiện ra đối với cái việc mà các bạn chơi những cái game nhẹ như kiểu Liên Minh Huyền Thoại á, thì CPU và GPU của chiếc máy này nó sẽ không full load nha. Nó chỉ load ở đó là khoảng 20-30% thôi, nó load rất ít, khiến cho máy nó không hề nóng lên. Nhưng vì thế hiệu năng của máy nó không được khai phá tối đa, nên là khi các bạn chơi những cái game như thế á, thì hiện tượng drop FPS là có xảy ra trong cái tựa game đó. Nhưng nó drop rất vô lý. Nếu như nha, thà là các bạn vô combat, các bạn nhảy vào những cái pha đánh 5v5 là tung skill tùm lum khói lửa mịt mù đó thì nó bị drop, cái đó mình không nói. Nhưng đằng này nó drop rất vô lý khi mà mình chỉ cần là di chuyển ngoài đường, mình đi farm lính hoặc là mình chỉ lia góc máy đi một cái chỗ khác một chút thôi thì hiện tượng drop frame time là có. Thành ra là khi các bạn chơi thì đối với những cái tựa game đó mình thấy nó không phù hợp lắm. Mình không biết nữa, có thể là do bản thân chiếc máy này bên HP họ tối ưu chưa tốt cái con CPU, họ tối ưu chưa tốt GPU nên nó sẽ gặp hiện tượng ở game Liên Minh Huyền Thoại nó là như thế. Còn khi các bạn test qua một cái tựa game khác, đó chính là game Control. Game Control là một cái tựa game vừa được ra mắt gần đây và với cái việc mà test tựa game đó mình muốn cho anh em thấy được cái sức mạnh của GPU. Bởi vì game Control là một game ăn CPU khá ít nhưng GPU nó luôn luôn cần rất nhiều. Tại vì đối với game Control á, có một cái hay đó chính là trong cái game này sẽ cho phép các bạn kích hoạt Ray Tracing lên. Mặc dù là cái GPU của bạn nó có support Ray Tracing hay là không, tức là nó có phải là RTX hay là không thì nó vẫn có thể kích hoạt được. Và khi mình test qua ở mức 2 setting và 2 setting nhưng là tắt Ray Tracing nha, thì máy sẽ đạt được khoảng là 95 khung hình trên giây. Tức là các bạn chơi rất là mượt mà, nhân vật di chuyển hoàn toàn thoải mái, nhưng những cái phản chiếu trong gương hay là phản chiếu ở dưới nền nhà các bạn không thể thấy được. Khi các bạn kích hoạt luôn cả Ray Tracing lên, Ray Tracing ở trong game này nó cho các bạn thiết lập ở hai mức nha, một là Medium, hai là High. Thì khi mà mình để ở mức 2 tức là mức cao của Ray Tracing và High ở setting của đồ họa tổng á, thì cái máy này thật sự là nó kham không nổi, thật sự các bạn kham không nổi. Nó chỉ đạt được khoảng đó là khoảng 29 khung hình trên giây thôi. Tức là khi các bạn di chuyển nhân vật sẽ thấy nó tương đối là giật lag. Đối với mắt người á, thì khoảng 30 khung hình trên giây ở điều kiện thực tế là ok nhất. Còn nếu như nó chỉ tầm khoảng 29 thôi thì nó hơi đuối. Nhưng nếu như các bạn muốn chơi có Ray Tracing, các bạn muốn có setting mượt mà, các bạn muốn có đồ họa đẹp, mình nên khuyên anh em á, là khi các bạn mua cái chiếc máy này các bạn nên setting ở mức 2 setting đối với cái đồ họa tổng và Ray Tracing các bạn để ở Medium thôi. Khi này các bạn sẽ có được cái mức FPS là khoảng 45 khung hình trên giây. Tức là các bạn vừa có thể chơi game này, vừa có thể xem được đồ họa mà vừa trải nghiệm được Ray Tracing ở mức cơ bản. Thành ra là tất cả mọi thứ đó đối với cái game Control này, cái máy này làm hoàn toàn tốt.
Và với một cái mức LUT như thế thì các bạn đang quan tâm về nhiệt độ đúng không? Thì khi nãy đối với Liên Minh Huyền Thoại chúng ta ở một cái mức nó LUT nhẹ, thì CPU nó sẽ rơi vào khoảng là 75 độ và GPU là khoảng 65 độ. Còn đối với cái khi mà nó full LUT như thế này thì CPU khi này cũng chỉ nằm ở khoảng 85 độ và GPU cũng chỉ 75 độ thôi. Tức là nó rất mát, nó mát hơn rất nhiều so với những gì mà cái phiên bản hồi năm ngoái làm được. Thành ra là nếu như các bạn muốn có một chiếc máy nó đủ mạnh để chơi game mà hiệu năng tản nhiệt phải tốt, đây là một trong số đó. Tuy nhiên có vài cái đặc điểm cố hữu trên laptop gaming mà mình muốn chia sẻ với các bạn, nó vẫn nằm ở trên chiếc máy này, đó chính là bàn phím và trackpad nó không thực sự ngon. Đối với cái sản phẩm này mình đã thao tác gõ văn bản, mình làm content ở trên chiếc máy này luôn. Thì nói chung là phím thì cũng ok, nhưng có một cái mình không thích lắm, đó chính là về cái kích thước phím. Kích thước phím tổng thể hầu như là mọi cái nút bấm ở trên cái bàn phím này nó đều nằm ở cái kích thước là 15x15mm, tức là 1.5cm x1.5cm á. Thì với cái kích thước như thế nó làm theo kiểu hình vuông. Và khi anh em bấm á, với những cái cụm phím mà cần một cái kích thước nó to hơn, chẳng hạn như Control, chẳng hạn như Alt+F, chẳng hạn như là Windows, thì anh em rất dễ bấm hụt. Tại vì khi này cái phím nó không có to, cái layout nó cũng tương đối là dị. Mình nghĩ là cái này nó không phải là vấn đề lớn lắm, anh em chỉ hơi mất một chút xíu thời gian để làm quen từ ban đầu thôi. Nhưng mà có một cái mà mình chia sẻ với các bạn, đó chính là cái touchpad. Touchpad ở trên con này nó không ngon nha. Tại vì cái cảm giác nó như kiểu là cái touchpad, đây là cái bề mặt nè, đây là bề mặt của touchpad nè, và đây là cái touchpad nó áp lên nè. Nhưng họ làm nó một cách kiểu gì đó nó không có khít. Tức là nó luôn luôn có một cái khoảng không gian hở nhỏ ở cái touchpad và cái bề mặt, khiến cho khi mà các bạn nhấp á, các bạn sẽ thấy là cái touchpad này nó bị dập dìu, nó cứ bị dở dở ương ương á, tức là nó không được khít hoàn toàn. Và khi anh em bấm á thì có thể đây là cái ý đồ HP chẳng hạn, nhưng đối với cái touchpad này mình thực sự là mình không thích lắm. Nên là thành ra nếu như để sử dụng gọi là tốt nhất cũng như là hoàn hảo nhất đối với chiếc máy này, mình nghĩ là các bạn nên sắm một cái bộ phím chuột riêng để có thể trải nghiệm tốt hơn ở trên chính cái sản phẩm này của HP. Vậy là mình đã chia sẻ qua cho anh em về HP Pavilion Gaming 15. Cái tên này với lại cái tên hồi năm ngoái nó cứ bị lộn lộn á. Tức là cái con hồi năm ngoái á là HP Pavilion 15 Gaming, còn con này năm nay á là HP Pavilion Gaming 15. Nó đảo hai cái chữ 15 và gaming thôi, nhưng mà nó lại là hai cái phiên bản khác nhau, nên là các bạn cần phải để ý kỹ nha. Và về trải nghiệm tổng quan, đây là một cú lột xác hoàn toàn so với hồi năm ngoái. Hiệu năng tốt hơn, nhiệt độ tốt hơn, màn hình đẹp hơn, xua kèo luôn, màn hình rất đẹp nha, màn hình rất sáng nữa, nên là việc mà các bạn có thể sử dụng ngoài trời là hoàn toàn khả thi. Và tất cả mọi thứ gói gọn lại, HP Pavilion Gaming 15 là một trong những sản phẩm mà mình rất thích trong khoảng thời gian ngắn gần đây. Ai, chiếc laptop cùi bắp của mình không biết khi nào mới được đổi thành những cái con laptop mà xịn sò như thế này trong năm nay nữa. Hy vọng là công ty thấy và sẽ cấp cho mình một con laptop khác chẳng hạn. Ok, anyway, các bạn có thích video clip này không? Các bạn muốn mình so sánh chiếc laptop này so với những cái sản phẩm nào khác thì các bạn có thể comment lại. Còn bây giờ thì đừng quên bấm like, share video clip để chia sẻ cái thông tin này đến cho nhiều người nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.